Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là ông Happy đây. Thì ngày hôm qua mình có giới thiệu các bạn trên tay nhanh và mở hộp sản phẩm Samsung Galaxy A11. Và trong đó thì mình có giới thiệu là cấu hình của sản phẩm Samsung Galaxy A11 chạy trên con chip Qualcomm Snapdragon 450 8 nhân. Và theo cá nhân mình được biết thì con chip Qualcomm Snapdragon 450 được ra mắt cách đây khoảng đâu đó khoảng 3 năm thì phải. Mình nhớ không lầm thì đầu năm 2017 thì Qualcomm đã giới thiệu con chip của mới của mình, đó là Snapdragon 450. Nhưng mới đó là năm ở 2017. Còn bây giờ đang là giữa năm 2020 rồi thì Samsung lại đưa con chip 450 này vào trong chiếc điện thoại Samsung với mức giá là 3.790.000 đồng của mình. Và cụ thể thì Samsung Galaxy A11 chạy trên con chip Qualcomm Snapdragon này và có rất nhiều đánh giá trái chiều, tuy nhiên là sẽ thiên về cái ý kiến là Samsung đang tồn kho con chip Qualcomm Snapdragon 450 để đưa vào một cái sản phẩm của mình và dùng cái nốt ruồi để đánh bóng cái sản phẩm, để che lấp đi cái con chip cùi bắp đó của mình. Vậy thì theo các bạn thì con chip này có đáp ứng được nhu cầu trong năm 2020 hay không? Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm clip test game Liên Quân Mobile trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11 để xem hiệu năng của con chip này như thế nào và nó có đáp ứng được nhu cầu của chúng ta hay không. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu clip. Ok, chúc mừng các bạn đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11 và với cái thiết kế đặc trưng đó là cái nốt ruồi ở trong phân khúc giá rẻ này thì Samsung Galaxy A11 chúng ta hoàn toàn thể dễ dàng nhận ra. Và với cái một cái màn hình khá là lớn, đó là màn hình kích thước 6,4 inch, độ phân giải là HD+, và màn hình là màn hình LCD. Và ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành sâu điểm AnTuTu của sản phẩm Samsung Galaxy A11 ra. Và đó là 89.171 điểm và cụ thể thì điểm CPU là 38.873 điểm, điểm GPU là 9.405 điểm. Đây là một số điểm khá thấp với một GPU. Và số điểm 89.000 thì nó cũng không phải là quá cao, nó cũng không hề thấp. Tuy nhiên nó là một cái mức, ở một cái mức giá như thế này thì với số điểm như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ khó có thể chấp nhận được với những bạn nào mà thiên về cấu hình cũng như là sử dụng tính năng của sản phẩm điện thoại smartphone. Rồi, nó sẽ với sản phẩm này thì theo mình nó sẽ đánh giá vào một bộ phận, đánh vào một bộ phận người dùng có chuộng cái thương hiệu đến từ Samsung. Trước giờ nó vẫn in hằn sâu vào trong tâm trí là Samsung dễ dùng, Samsung tốt, vân 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 vân. Và ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào tựa game Liên Quân Mobile. Rồi, với cái cấu hình như thế và với cái điểm AnTuTu như thế thì liệu rằng máy sẽ chơi game Liên Quân Mobile như thế nào đây? Và cấu hình thì mình xin phép được chia sẻ, đó là máy sở hữu RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, con chip Qualcomm Snapdragon 450 8 nhân. Ok, 450, con chip 450 là mình đã giới thiệu ngay từ đầu clip, đó là ra mắt vào khoảng tháng 6 năm 2017. Còn bây giờ đã là tháng 5 rồi, có nghĩa là tròn 3 năm kể từ khi chiếc con chip này ra mắt thì bây giờ Samsung lại đưa vào. Và hôm trước thì có một bạn đó bình luận, đó là hình như là con Samsung tồn con chip này quá nhiều thì phải, cho nên mới đưa vào một sản phẩm như thế này, một sản phẩm có mức giá là 3.700.000. Ok, và Samsung thì trước giờ luôn không được đánh giá cao về khả năng chơi game, tuy nhiên về hình ảnh thì rất ok. Mặc dù là với cái màn hình đó là HD+ và LCD, tuy nhiên là mình thấy là cái độ hiển thị nó cũng tương đối là ok. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn kỹ ra ấy, thì các bạn sẽ thấy cái dòng kẻ, cái kẻ, tức là cái điểm rô nó khá là nhiều, nó không được trong và cũng không được mượt như là những cái màn AMOLED. Rồi, với cái nốt ruồi ở đây thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều việc chúng ta chơi game nha các bạn, vì nó nằm ở góc này rồi thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái thao tác vuốt chạm của chúng ta. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào tựa game Liên Quân Mobile. Và với tựa game này thì mình đã tải full cái hình ảnh của nó rồi. Đây các bạn thể thấy không còn một cái hình ảnh nào, không còn cái phần tải nhanh nữa, tải dữ liệu nữa, mà mình đã tải luôn rồi, mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng cho cái việc này. Và ở phần cài đặt thì chúng ta kéo lên, chúng ta thể thấy là vẫn bật được độ phân giải HD siêu cao. Chất lượng hình ảnh thì cho lên đến HD thì không được, và chất lượng hình ảnh cao, chất lượng chi tiết cho lên chất lượng cao. Và ở đây chúng ta có thể thấy là không bật được FPS cao nha các bạn.
Với con chip Qualcomm Snapdragon 450 thì mình nghĩ là không bật được, FPS cao thì cũng là hợp lý thôi. Và với cụm loa ở đây thì chúng ta có thể thấy âm thanh nó khá là ổn các bạn ạ, nó không hề, nó không có không như chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 ở đây có cụm loa khá là phù hợp, thì ở đây thì cụm loa này thiết kế khá là hợp lý. Rồi, không bàn về phần này nữa mà chúng ta sẽ đi thẳng vào tựa game luôn. Ok, thì mình sẽ tiến hành chơi một trận đấu hạng nha, mình đang ở rank Bạch Kim 3. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào một trận đấu hạng. Và chúng ta thấy là cái màn hình có màn kích thước đó là 6,4 inch ở trên điện thoại Galaxy A11 thì sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm hiển thị cực kỳ là lớn và sống động. Đó. Rồi, như vậy thì các đồng đội của mình đã lựa chọn các vị tướng. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cũng lựa chọn một vị tướng đó là Van Gaal đi. Xíu nữa mình sẽ đổi sang Van Heel mình chơi. Ok, bây giờ mình sẽ chọn vị tướng Idu. À không, sẽ chọn Van Heel đi, chạy xa đó. Rồi chạy đó. Mình sẽ tiến hành chơi vị tướng đó là Van Heel. À không, Idu đi. Idu sẽ tham gia giao tranh nhiều hơn. Và tham gia giao tranh nhiều thì sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm khi mà combat được nhiều hơn. Rồi có lẽ là âm thanh nó sẽ khá là lớn thì mình sẽ xin phép cho nhỏ lại một xíu. Ở trong cái phòng mình review này thì nó cũng khá là vắng, cho nên là cái âm thanh nó sẽ vang hơn một chút và nó sẽ âm thanh ở trên điện thoại nó sẽ phát ra khá là lớn. Và sản phẩm Samsung Galaxy A11 là phía dưới thì có A01 và còn tồn lại một ít sản phẩm của A10s, chứ còn Samsung Galaxy A10 thì hiện tại theo mình được biết tại một cái hệ thống lớn như là Thế Giới Động thì hiện tại đã không còn kinh doanh. Và Samsung thì cũng âm thầm ra mắt cái sản phẩm Samsung Galaxy A11 này thôi, chứ không hề làm sự kiện công bố này nọ nọ kia. Bởi vì các bạn thể thấy là trong cái thời kỳ mà Covid đang hoành hành như thế này thì chính sách của nhà nước cũng là giãn cách xã hội, cấm tụ tập nơi đông người, cho nên là bất kỳ một cái sản phẩm nào có ra mắt thì nó cũng không thể ra mắt được. Ok, Arthur đã đi tiến hành trợ thủ và mình, vậy thì mình sẽ đi đi chơi ở cái vị trí solo đường. Rồi, FPS thì đang vững ở mức 30. Và thời điểm hiện tại thì game Liên Quân Mobile đã được tối giản đi khá là nhiều, cho nên là cái việc mà các sản phẩm cấu hình gọi là mức ổn định thì mức trung bình chơi cũng không đến nỗi nào. Rồi, FPS đã xuống mức 39. Solo mới lên với mình thì đang là vị tướng Butterfly, vị tướng sát thủ chuyên vét, rất là khó chịu. Rồi, những pha combat nhẹ nhẹ, giao tranh nhẹ nhẹ giữa hai vị tướng thì FPS thì đang vẫn giữ ở mức 30, vẫn chưa thấy có gì khác biệt cả. Ở trong cái clip này thì mình sẽ làm một cái clip full trận test về tựa game Liên Quân Mobile. Thì các bạn cảm thấy clip này hay và hữu ích và kênh của mình hay hữu ích thì hãy cho mình một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh và một like nha. Và các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới khi mà các bạn thấy sản phẩm Samsung Galaxy A11 này như thế nào, thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình và ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Và mình sẽ quay trở lại review các bạn đều đặn hơn ở trong những cái thời gian tới. Các bạn biết đấy, khi mà vừa làm một cửa hàng, vừa làm cái YouTube này, thực sự là nó cũng rất là mất nhiều thời gian. Bởi vì khi mà làm ra một cái clip ấy, thì nó không phải là cứ quay xong rồi up lên là xong,
mà nó còn một cái khâu hậu kỳ, chỉnh sửa video, hiệu ứng, rồi nội dung thêm bớt thế này, thêm bớt thế kia, thì thực sự là nó rất là mất thời gian. Thậm chí nhiều khi phải mất 2 tiếng đồng hồ thì may ra mới xong được một clip đơn giản. Còn những clip phức tạp hơn có khi mất cả buổi trời thì mới edit xong. Đó là một mình làm tất cả. Rồi, ngoài ra thì mình còn phát triển thêm một cái bên thương mại điện tử, đó là Shopee, Lazada và Sendor nữa. Thì cái này nó cũng chiếm khá là nhiều thời gian của mình. Và do đó là cái công việc làm YouTube của mình nó cũng không được chuyên tâm cho lắm. Mặc dù cái phần hình ảnh của mình thì nó có vẻ là nó chưa được chuyên nghiệp, tuy nhiên là mình sẽ cố gắng review một cách chân thực nhất, có sao nói vậy, và sẽ cố gắng chia sẻ kiến thức sản phẩm cũng như là kinh nghiệm chọn máy của mình, kinh nghiệm mua hàng của mình, bởi vì nhà mình làm hàng thì những cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ các bạn, thậm chí là những góc khuất trong này. Rồi ok, rồi quay trở lại với clip của chúng ta thì chúng ta có thể thấy là sản phẩm Samsung Galaxy A11 có mức giá hiện tại thế giới động đang bán đó là 3.690.000 đồng, có thể nói là 3.790.000 đồng đi, bởi vì là ở thế giới động thì người ta mình mua điện thoại thì mình không được mặc cả, đúng không? Thì 3.690.000 đồng thì kém 10.000 là 3.700.000 rồi, chứ mình cũng không bớt được số 3.600.000. Với 3.690.000 đồng là một cái mức giá niêm yết của hãng, thì các bạn thấy sản phẩm này như thế nào? Với con chip này như thế nào đây? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip này để review các bạn nhé. Rồi, các bạn thể thấy là cái vạch vạch mạng đang khá là yếu, vạch sóng wifi khá là yếu. Thì thời điểm vừa rồi các bạn thể thấy là wifi bị mất mạng khá là nhiều, đúng không nào? Đấy, cái đấy thì bị mất mạng rồi bị sóng xiếc, nói chung là chập chờn, thì cái đấy là bên nhà mạng Viettel đang nâng cấp hay là làm gì đấy thì mình không rõ nữa. Nói chung là mạng nhà mình thấy yếu đi khá là nhiều, không biết là đã khắc phục xong chưa. Ok, thì ui dồi ôi. Mình sẽ tranh thủ phá cái trụ này. Nãy giờ những cái thao tác này thì nhìn chung là nó cũng không có cái gì gọi là bất thường cả. Duy nhất là chỉ có cái hình ảnh thì mình thấy là nó không được đẹp một chút thôi. Thôi dù sao thì với cái sản phẩm giá rẻ này mà sử dụng cái màn hình LCD thì nó cũng sẽ tiết kiệm cho chúng ta khi mà chúng ta không may làm rơi vỡ màn hình. Chứ còn nếu như một sản phẩm giá rẻ, ví dụ như trước đây có sản phẩm Z4 ấy, Samsung Z4 ấy, mà lại dùng cái màn hình Super AMOLED, thì màn hình AMOLED thực sự là khá là đắt đỏ khi mà chúng ta làm rơi vỡ điện thoại. Đó, với cái giá trị màn hình AMOLED nó đắt hơn rất là nhiều. Rồi, nãy giờ cái thao tác rất ok. Tuy nhiên là cái máy này thì nó cầm nó hơi hơi lạ lạ, nó hơi khó chịu một chút ở cái cảm giác cầm nắm khi mà mình chơi game. Thì không hay là do mình cầm iPhone quen rồi nên là mình thấy nó như vậy thì cũng không rõ nữa. Tuy nhiên là cái cầm cảm giác này thì mình cầm thấy viên pin 4000 mAh cho nên nó khá là nhẹ các bạn ạ. 177g thì cũng không phải là nặng. Nên là mình thấy nó khá là nhẹ, cầm cảm giác nó không được đầm tay cho lắm. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành sang đây để mình ganh cái đường này. FPS đây là mức 28, 30 rồi. An enemy has been defeated. An ally
Ok, thì bây giờ mình sẽ quay về cái lens của mình đi. Có rất nhiều bạn ý kiến là nên mua dùng Na hoặc là Murad để múa cái để trải nghiệm game. Tuy nhiên là khả năng Na thì mình còn Murad thì mình cũng chưa biết chơi, mà Na thì thực sự là mình chơi rất là kém, cho nên là cái thao tác tay của mình nó không được mượt. Cho nên là nếu mà có múa thì chắc là nó cũng không ổn lắm. Tuy nhiên là nếu mình dùng bất kỳ một cái vị tướng nào mà trải nghiệm game, nếu như máy của đáp ứng cấu hình không đủ thì chắc chắn nó sẽ xảy ra hiện tượng vượt lag khi mà mình di chuyển hoặc là pha combat nha các bạn. Xíu nữa ở những pha combat thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái FPS của sản phẩm này. Còn từ đầu đến giờ thì tạm thời nó cũng chưa xảy ra cái hiện tượng gì cả. Ok, thì ngay bây giờ thì mình sẽ bây giờ thì mình sẽ lên đồ cho sản phẩm này. Ok, đang có pha combat 29 này. Chết này. 29, đấy FPS đã bị tụt xuống mức 29 nha các bạn. Còn chưa có vấn đề gì khác cả. Mình sẽ lên cho nó cái đồ đó dương tận thế. Thông thường các clip test game nếu như mà không diễn ra quá dài thì mình sẽ tiến hành test full trận nha anh em. Vì là khi mà test full trận ấy, thì mới có cái tư liệu để mà cụ thể rõ ràng để cho anh em tham khảo. Bởi vì là có rất nhiều sản phẩm đầu game thì nó chạy mượt mà là thế, nhưng mà đến cuối game thì thôi rồi. Đến cuối game thì nó cực kỳ giật lag luôn. Cái FPS thì đang ở mức vẫn đang giữ vững ở mức 30. Đó. Tuy nhiên là anh em thì thấy là những cái thao tác nó cũng theo cá nhân mình ấy, thì nó không được mượt cho lắm. Thì không biết là anh em thấy thế nào. Mình thấy cái thao tác vuốt chạm thì nó thấy nó hơi 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 khựng một chút, có thể là đến từ hiệu năng của con chip 450 nó sẽ khó lòng đáp ứng cho chúng ta nếu mà chúng ta chơi game nha. Bởi vì là thực sự là nếu mà ở cái mức giá 3 triệu 790 690 nghìn đồng này này thì nó có rất rất nhiều cái lựa chọn để chúng ta có thể tham khảo nó tốt hơn rất là nhiều. Ok, tìm bạn lao vào và bị mình choáng cho một phát, trúng hết cả làng luôn. Giờ thì mình sẽ tiến hành xông lên để phá cái trụ này. Đây, có bật FPS cao không? Không bật FPS cao. Nhìn chung là nếu như mà một cái sản phẩm mà bật được FPS cao thì vẫn hay hơn là so với không bật được FPS cao nhé các bạn. Mặc dù là mọi thứ thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên là để mà thể hiện được hết trình của các bạn ấy thì một cái sản phẩm mà bật được FPS cao nó sẽ
hơn rất là nhiều về những cái thao tác chuyển động. Còn bật FB cao thì nó như thế nào thì chắc là mình không phải giải thích các bạn nữa rồi. Ok, mình sẽ phá cái trụ này và có thể là trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Rồi, có một pha combat cuối cùng. Ok, trận đấu thì đã kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Ok, như vậy là trận đấu đã kết thúc ở đây rồi. Và mình đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Thì các bạn có thể thấy là nếu như miễn cưỡng để chơi sản phẩm để chơi liên tượng game Liên Quân Mobile ở mức độ mắc cấu hình trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11 thì ok. Tuy nhiên nếu như các bạn dùng nó để chơi game, để leo rank, để sử dụng chuyên chơi game thì mình nghĩ là không phù hợp nha các bạn. Bởi vì con chip 450 vốn dĩ trước đây bản thân nó không đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi. Và cũng rất ít người sử dụng smartphone Samsung để chơi game. Thì thời điểm hiện tại nó cũng không đáp ứng được nha các bạn. Nếu như mà để chơi game thì các bạn nên lựa chọn những cái smartphone của Xiaomi, của iPhone, của Realme hoặc là một số sản phẩm có cấu hình có chip cao hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn thấy sao về sản phẩm Samsung Galaxy A11 này với con chip 450 chơi tựa game Liên Quân Mobile? Thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.